Hey, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip review về cái chất lượng dịch vụ cũng như là về một cái khâu chăm sóc khách hàng rất là tuyệt vời của AZDG. Thì hiện tại là mình cũng sử dụng AZDG cũng là khá lâu rồi, cũng hơn 1 năm rồi. Chính xác là chắc khoảng 1 năm rưỡi rồi. Trước đây thì mình từng dùng rất là nhiều cái hosting của các nhà cung cấp ở Việt Nam khác, nhưng mà tuy nhiên là khi mà biết được là anh Thạch admin của WordPress Việt Nam ở trên Facebook và cũng là chủ trang web thạchphạm.com ra mắt một cái dịch vụ, một cái công ty tên là AZDG, thì mới bắt đầu mình chuyển qua mình sử dụng thử, và từ đó trở về sau là mình không bao giờ mình sử dụng những cái dịch vụ hosting của nhà cung cấp khác nữa, tại vì ở đây thì hiện tại mình thấy rất là ok, mình rất là hài lòng. Thì bây giờ mình cho mọi người xem một cái phần là gọi là cái phần hỗ trợ này. Đây là một cái cổng mà hỗ trợ khách hàng của AZDG khi mà mình mua dịch vụ. Thì ở đây mình sẽ vào cái phần hỗ trợ, mình bấm vào yêu cầu hỗ trợ. Đây thì mọi người sẽ thấy là phần quản lý ticket. Thì ở đây là mình đã gửi tổng cộng là từ lúc sử dụng dịch vụ cho tới bây giờ là mình đã gửi hết 31 ticket rồi. Và tất cả những cái ticket này khi mà mình gửi thì rất là nhanh chóng, support rất là nhanh chóng và rất là ok. Thì ở đây mình sẽ cho mọi người thấy một số cái ticket mình gửi tầm nửa đêm. Ở đây có một số cái ticket tại vì cũng gấp cho nên là mình cũng liều luôn, mình cũng không biết phải làm sao, cho nên là mình gửi ticket vào lúc nửa đêm và vẫn nhận được những cái là lời support rất là chân thành, rất là nhanh chóng và rất là ok. Đây đây là mình gửi cập nhật lần cuối là ngày 25 tháng 12 2017 là lúc 0 giờ 13 phút sáng nè. Thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem cụ thể đó là như thế nào ha. Đây là mình gửi là lúc 12 giờ 4 phút nè. Rồi xong rồi sau đó là 12 giờ 10 phút là có anh Tấn Quý trả lời nè. Tức là cách nhau 6 phút là mình đã nhận được câu trả lời hỗ trợ rồi. Rồi ok, xong rồi mình tiếp tục mình cảm ơn là lúc 12 giờ 13 phút nè. Rồi, tiếp theo là mình sẽ kiếm một cái ticket khác. Đây, một cái ticket. Tiêu đề là không nhận bất kỳ email nào từ mai.azdz.com từ lúc sử dụng dịch vụ nè. Là ngày 11 tháng 10 năm 2017, lúc này mình gửi là lúc 3 giờ 12 phút sáng nè. Mọi người lưu ý ở đây nè, nếu mà 3 giờ chiều quá thì nó sẽ hiển thị là 15 giờ 12 phút, nhưng mà cái này là 03 12, tức là 3 giờ 12 phút sáng. Mình sẽ mở tab cho mọi người xem thử cái nội dung nó mà nó chi tiết như thế nào ha. Đây mình chào bạn vui lòng kiểm tra và khắc phục nè, là lúc là chiều 2 giờ 37 phút chiều, xong rồi tới 3 giờ 26 phút là đã nhận được ticket. Rồi 12 giờ cho tới 10 giờ 18 6 giờ chiều nè, rồi tới 1 giờ đêm 1 giờ 47 phút sáng là đã quá nửa đêm rồi. Xong rồi 1 giờ 49 phút là anh Tấn Quý anh trả lời. Rồi tiếp theo là ok, như vậy là mình chỉ có nhiêu đó, những cái ticket mà mình gửi vào nửa đêm thôi, tức là gấp lắm rồi mình mới gửi thôi, còn lại là hầu như là những cái ticket mình gửi trong giờ hành chính hoặc là ngoài giờ hành chính. Thì ở đây mình rất là thích cái cách chăm sóc khách hàng của bên AZDG, tức là trong giờ hành chính thì ngoài giờ hành chính đều hỗ trợ rất là nhanh gọn lẹ luôn, và đặc biệt là cái khung chat này nè. Cái khung chat này khi mà mọi người cần gấp mà mọi người lười gửi ticket á, mình chat ngay trực tiếp luôn, rất là gọn luôn. Thì trong vòng 2 phút là có người trả lời ngay, tại vì cái thằng Talk To này nó có một cái tính năng rất là hay, tức là khi mà ai đó chat á thì nó sẽ rung chuông lên giống như là chuông điện thoại á, thì là lúc nào cũng có người trực và họ buộc là phải họ vào và trả lời thì cái chuông điện thoại nó mới tắt đi, hoặc là họ họ tắt cái chuông trên máy tính luôn.
À, thì mình thấy rất là ok ở cái dịch vụ của AZDG là cái phần về chăm sóc khách hàng. Ngoài ra thì về những cái phần khác, ví dụ như là về dịch vụ về hosting chẳng hạn, thì nếu mà so sánh á, thì là mọi người có thể sử dụng những cái hosting ở những cái nhà cung cấp khác rồi, thì nó cũng sử dụng cPanel thôi. Nhưng mà tuy nhiên là hosting ở AZDG nó sử dụng cPanel. Ngoài ra là những cái function và những cái gọi là tính năng hoặc là những cái version PHP á, nó update liên tục, luôn có cái version mới nhất. Rồi những cái mà gọi là những cái mà limitation á, trong cái cấu hình hosting á, một số cái thì nó mở ra cho mọi người. Thì ngày xưa mình có một cái trải nghiệm là mình dùng một cái hosting giá rất là rẻ, giá rất là rẻ, cho nên là cũng là cPanel luôn, cũng là ok, cũng giao diện cũng như vậy luôn. Nhưng mà vào thì một số cái function, một số cái tính năng đó, họ disable, tức là họ tắt đi, họ không cho mình xài, và buộc lòng là mình phải update lên, tức là mình upgrade lên, chứ gọi là nâng cấp lên cái gói hosting, nó trả phí cao hơn thì mới mới được sử dụng những cái tính năng đó ha. Hiện tại thì việc mình sử dụng AZDG là do cho cá nhân mình và cũng là cho một số khách hàng về thiết kế website mình sử dụng, cho nên là cho tới thời điểm hiện tại thì mình cũng chưa có bất cứ một cái gì nó gọi là kiểu như là gọi là không hài lòng cả. Bởi vì mình nhận thấy là support rất là nhanh, rồi chất lượng dịch vụ rất là ok, thanh toán rất là ok, rồi hóa đơn VT gửi về nhà rất là nhanh luôn, gửi về nhà rất là nhanh, gửi về văn phòng rất là nhanh, chỉ trong khoảng tầm 2 ngày, 2 tới 3 ngày là nhận được hóa đơn rồi. Và mọi mọi cái ticket gửi dù cho phòng kỹ thuật hay là giờ phòng kinh doanh đều được trả lời rất là nhanh. Còn nếu mà muốn nhanh hơn nữa thì chat, còn nếu mà chat mà thấy không thỏa mãn hoặc là bạn muốn nói nhiều hơn thì bạn gọi điện luôn, alo trực tiếp vô cái hotline của AZDG á, là được support rất là ok. Thì cũng không biết là review thêm một cái gì nữa, tại vì thì mỗi người có một cái gọi là cái tiêu chí đánh giá nhà cung cấp hosting nó khác nhau. Thì đối với mình đó là mình đánh giá cao nhất là cái phần mà chăm sóc khách hàng á, tại vì á đa phần á là những cái mà hosting á thì nhà cung cấp nào nó còn hầu như nó cũng giống giống nhau cả, nó chỉ giới hạn một số cái thôi. Nhưng mà cái phần cái khâu chăm sóc khách hàng rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Khi mà bị một cái vấn đề gì đó mà mình cần hỗ trợ rất là nhanh, và phải là gọi là chính xác nữa, thì AZDG đáp ứng rất là tốt. Cho nên hiện tại thì mình cũng mặc dù là có nhiều nhà cung cấp giá hosting thì rẻ hơn AZDG, hoặc là gì chạy qua các Facebook rồi gửi mời này nọ, thì mình thấy thấy cũng 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 thích thích, nhưng mà thật ra cũng không có cái ý định là dùng thử hay gì đó. Nói chung mình cứ thích cái thằng nào á mà nó hỗ trợ tốt á, là mình cũng không nhìn qua những thằng khác nó làm gì, kệ nó. Thì mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình đối với mọi người. Thì không không biết là mọi người có ý kiến hay là những cái mà gọi là cái phản biện, hay là những cái mà gọi là cái gì ta, gọi là cái góc nhìn của mọi người á, khác mình á, thì mọi người hãy vui lòng để lại comment ở ở trong cái bài viết này á, để mà mình và cộng đồng và tất cả mọi người á, vào có thể là mình trao đổi lẫn nhau cho dễ hơn. Và nhiều khi là có những cái gọi là mình chưa biết về AZDG chẳng hạn, như là cái gì đó nó không tốt, thì mình cũng nhận được những cái góp ý từ mọi người để mà mình hiểu sâu sắc hơn, rồi sau này để mà mình có thể mình tư vấn cho khách hàng mình tốt hơn. Ok, xin chào tất cả, xin chào mọi người nha.